Alo, chào anh em nha. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái clip mới nhất trên kênh của mình nhá. Ngày mới thì có thời gian rảnh. Thường ngày chúng ta có làm thời gian rảnh đúng không anh em? Chúng ta thường làm gì? Mình thì rảnh một cái là bắt đầu chơi tài xỉu anh em ạ. Đấy. Ok nhá, hôm nay thì mình sẽ chơi gọi là chiến tài xỉu anh em ơi. Vác 10 cổ. Đấy, vác 10 cổ vào để xem lên là bao cổ anh em ạ. Đấy, ui ôi, cầu gì đấy anh em? What the fuck? Một quả cầu bệt đít mẹ nhìn khá là uy tín anh em ạ. Thi thoảng quả cầu này thi thoảng mình mới gặp anh em ơi, khác cũng khá là hiếm đấy. Đấy. Cầu rất là khoai đúng không anh em? Thì không biết anh em có thói quen giống mình không, nhưng mỗi khi mình đánh tài xỉu mình phải có công thức mình mới chơi được anh em ạ. Đấy thì hôm nay mình quyết định gọi là chơi áp dụng công thức xí ngầu 1 nhân 2 nha anh em nhá. Thì xí ngầu 1 nhân cho số 2 cho mình nhá, nghĩa là nhân 2 ấy chứ không phải là nhân xí ngầu 2 nha anh em. Ok chưa ạ? Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tính nha anh em nhá. Tay đầu thì chưa đánh, tay đầu thì cũng chưa nên áp dụng công thức làm gì cả đúng không ạ? Đấy, cầu đang đi 21 này anh em, nên là tay này mình sẽ đánh một con tài nha anh em nhá. Đánh một con tài đi. Xỉu 9 à? Đánh con tài đi. 325k tài nhá. 10 củ thì thôi chắc là lên tầm 23 củ à, chốt lãi nhở anh em nhở. Ừ, tầm đấy thôi anh em ạ. Không nên tham quá đâu, tầm đấy là rút được rồi anh em. Tầm đấy là mình chốt lãi được rồi. Thì anh em chơi tài xỉu ấy, anh em nên có công thức để anh em chơi nhá. Đấy, có công thức chơi thì sẽ rất là chắc chắn hơn này. Chúng ta vào tiền mà công thức hay không quan trọng, cái quan trọng nhất vẫn là phải cái cách vào vốn anh em ơi. Đấy, cách vào vốn, vận hành vốn sao cho đều ấy anh em. Đấy, như vậy thì kiểu gì chúng ta cũng có lãi, mình khẳng định với anh em luôn. Ví dụ anh em có vốn 10m đi, anh em cứ liệu liệu mà anh em chia ra, kể cả 50 hay là 100 thì đấy, cứ liệu liệu chia ra nha anh em nhá. Nếu chúng ta có 50 vốn thì mỗi tay chúng ta đánh tầm 5.000 thôi. Đít mẹ, 53 là 2 anh em ạ. Nếu mà chúng ta có 50 vốn thì chúng ta đánh tầm gì nhỉ? Đánh tầm 50 vốn đúng không? Thì chúng ta chia đều là 5k một tay thôi anh em ạ. 1-2k, 3k, 5k vào tay thôi. Nghĩa là 50-60 gì đấy anh em đấy. Nhưng mà cái đánh thế thì nó không ok lắm anh em ạ. Lúc mà chúng ta ăn thì nó sẽ không ngon lắm. Mà mất thì mất nhanh lắm anh em ạ. 50 thì đương nhiên là khó chơi đúng không anh em đấy. Nhưng đấy là mình lấy cái ví dụ như vậy thôi nhé anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục bắt cầu này. Tiếp tục bắt cầu cho mình nha. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chơi theo công thức nha anh em nhá. Xí ngầu 1 nhân 2 đúng không ạ? Chúng ta sẽ tắt cả con xí ngầu 2 và xí ngầu 3 đi. Ở đây xí ngầu 1 chúng ta sẽ có một con 3 và nhân cho 2 chúng ta sẽ có một 6 đúng không ạ? Thì 6 nó là một chẵn nha anh em nhá. 6 nó là một con chẵn thì anh em sẽ đánh cho mình một tay tài nha. Lẻ thì anh em sẽ đánh xỉu, tương tự như vậy luôn đúng không ạ? Rất là đơn giản. Ôi đéo kịp rồi. Địt mày. Cái lùng cầu tài đẹp quá anh em ạ. Đấy, tài đấy đẹp quá. Đéo thể tin được tại sao. Không thể hiểu nổi tại sao qua đấy xịt anh em ạ. Tay này thì khả năng là tài tiếp này. Khả năng cao là tài. À không, tay này khả năng là xỉu rồi, không có tài nữa đâu. Chúng ta tiếp tục nha anh em nhá. Không nên phán đoán làm gì cả. Kết quả sao biết trước. Tiếp tục là 3 này, đánh tài giúp cho mình nhá. Tay này mình vào 2 củ này. Tiếc thật anh em nhờ. Tay mà ăn thì đéo vào kịp ấy. Tay đấy vào kịp 2m là ngon rồi đúng không anh em? Ôi trời ơi. Thôi anh em ạ, những cái lần sau ấy. Lần sau thì mình sẽ không liên miên nữa. Tính luôn nha anh em nhá. Tính luôn này, nhỡ đâu chúng ta lại bị trượt ấy. Đấy, đéo kịp anh em. Thời gian ở trong tài xỉu thì nó cũng là một cái rất quan trọng đúng không? Đôi khi chúng ta phải ngẫm nghĩ xem nên đánh con gì. Đánh con gì đấy. Đấy anh em. Đẹp rồi đấy. Nữa đi, đúng rồi. Phải này chứ. Như này gọi là đẹp này anh em ơi. Đấy, ok, tiếp tục này anh em này. 2 à, 2 x 2 là 4 nhá. Tiếp tục làm con tài này. Làm 9 lít tài nhá anh em nhá. Hay 4 lít thôi nhỉ? Ok, đánh 4 lít thôi. Có lãi rồi thì chúng ta nên đánh từ từ anh em ạ, à, đúng không ạ? Có lãi cứ đánh từ từ thôi, mình chỉ phải vội đúng không? Vội một cái, đấy. Nhanh 1 phút thì địt mẹ mày chậm cả tháng. Chậm cả tháng luôn, ôi em. Bởi vì tiền thì chúng ta kiếm ngoài kia thì cũng đâu được 10 củ. Đấy, nên là anh em chúng ta đánh phải cân nhắc cái việc gọi là vốn với lời anh em ạ. Có 10 củ thì mỗi ngày làm củ là được rồi, củ là ấm rồi anh em ạ.
Như mình đây mình cứ đánh ra mà lên được bao nhiêu mình rút bấy nhiêu thôi. Cầu đen thì nhưng mà hiện tại mình có lãi anh em đó. Hiện tại mình có lãi thì mình sẽ đánh từ từ thôi, đúng không ạ? Mình gãy thì thôi. Gãy thôi đúng không em? Tài này 1, 5, 6 này. Ối rồi luôn, thì phải gãy đứt luôn anh em ạ. Đấy. Đứt luôn. Hay thôi chơi nữa không hay khả năng nghỉ nữa anh em nhở. À từ từ. Đánh nốt vừa nãy mình vào như là 10 củ 350k đúng không? Thế rồi đánh nốt 150k đấy anh em nhá. Nốt tay này sẽ nghỉ đúng không ạ? Đấy, làm những cái tay này mà xịt thì cũng có một mờ lãi tròn luôn đấy. Chơi mỗi ngày chỉ như vậy thôi, vốn có nào ăn thế nhá anh em nhá. Này chúng ta bắt đầu này. Bắt đầu tính này anh em ơi, single 1 đúng không ạ? Single 1 ở đây chúng ta có 5, 5 x 2 sẽ bằng 10 anh em nhá, đánh cho mình con tài nhá. Và 150k này. Nếu tay này mà xịt là có đủ luôn một củ lãi đúng không? Thì anh em bảo thì cũng chốt luôn chứ làm gì nữa. Ở lại làm gì nữa cho nó mất tiền ra, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có lãi rồi thì cứ làm sao để phải chuồn nhanh nhất có thể nha anh em nhá. Đấy, mình nói thật với anh em đây là mình tâm sự thật đấy. Mỗi ngày mình chỉ cần kiếm một ít thôi cũng được. Đấy, kiếm một ít thôi cũng được mà 6-3 ra 1 rồi. Đen thật sự anh em ạ. Địt mày đánh vậy mà 6-3 vẫn ra 1 được, mình cũng để luôn. Ok, và có lẽ video của mình khép lại tại đây thôi anh em ơi. Mình đã có một củ lãi. Đấy, tròn đúng tròn một củ lãi luôn anh em ạ. Đẹp chưa? Như này là đẹp chưa anh em? Đấy, nếu mà anh em xem video của mình thấy hay thì đừng quên là bấm like giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào anh em nha. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nhá.